Cú đúp của Mbappe đã dập tắt mọi lời chỉ trích. Mbappe dập tắt mọi chỉ trích bằng cú đúp vào lưới Betis. Bản hợp đồng bom tấn của Real Madrid cuối cùng cũng lên tiếng khi Kylian Mbappe ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Betis. Về lối chơi, Mbappe vẫn gặp khó khăn ở trận này khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Nhưng bản lĩnh của cầu thủ lớn đã tạo ra sự khác biệt. Mbappe đập tan mọi chỉ trích bằng cú đúp trước đối thủ khó chơi Betis ngay tại Bernabeu. Trước cuộc đón tiếp Betis tại sân Bernabeu, thành tích đối đầu của Real với đối thủ này rất khiêm tốn, thắng 2, hòa 5 ở 7 trận đụng độ gần nhất, trong đó có tới 4 lần không ghi nổi bàn thắng nào. Hơn nữa, áp lực đến từ chiến thắng 7-0 của Barca trước Valladolid cùng chuỗi 3 trận tịt ngòi tại La Liga với Mbappe càng trở nên khổng lồ hơn. Chỉ sau 3 trận, không ít người, trong đó có cả fan Real Madrid, đã gọi Mbappe là bom xịt, là Eden Hazard 2.0. Cầu thủ chỉ có 7 bàn sau 4 mùa giải khoác áo Los Blancos để cuối cùng phải rời sân Bernabeu một năm trước khi hợp đồng đáo hạn. Bản thân siêu sao người Pháp cũng đã có dấu hiệu sa sút từ cuối mùa giải trước. Anh chỉ ghi 4 bàn sau 16 trận vừa qua trên mọi mặt trận, cả tại PSG, đội tuyển Pháp lẫn Real Madrid. Cổ động viên Real luôn tán thưởng mỗi khi Mbappe có bóng. Với những người yêu mến và tin tưởng ở Mbappe thì luôn nhấn mạnh rằng Kylian từng tịt ngòi 6 trận liên tiếp. Thì ba đã là gì, cứ kiên nhẫn tin tưởng thôi. Hay chính huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò mới. Tôi đây còn chưa lo thì các anh lo làm gì việc Mbappe có ghi bàn hay không. Cậu ấy đang hòa nhập rất tốt, thi đấu hay và chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng đầu tiên ở La Liga. Caletto thẳng thừng đứng về phía Mbappe khi siêu tiền đạo người Pháp bị làn sóng chỉ trích chĩa vào trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, đúng như những gì Mbappe luôn tin ở bản thân, cầu thủ giỏi thì đá ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Điều quan trọng là thời điểm nào mà thôi. Trước Betis, Mbappe nỗ lực xuyên suốt khoảng thời gian thi đấu trên sân, tạo sự khác biệt lớn khi lùi sâu xuống lấy bóng để phát động tấn công. Nhưng về khâu tấn công, Mbappe vẫn gặp rất nhiều khó khăn dù đã chạm bóng tới 14 lần trong vòng cấm địa. Dù đã cố gắng rất nhiều với 9 cú sút, nhưng Mbappe cũng là cầu thủ bị cản phá nhiều nhất. Song, bản lĩnh của một siêu sao không cho phép Mbappe bỏ cuộc. Vinicius ăn mừng cùng Mbappe, xóa tan tin đồn cả hai mâu thuẫn với nhau. Và điều gì đến ắt sẽ đến. Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 67 sau pha đánh gót nghệ thuật của Valverde. Pha lập công này cho thấy được sự thính nhạy và bản năng ghi bàn của một sát thủ khi anh đọc được ý đồ của đồng đội rồi thoát xuống quá nhanh khiến hàng thủ Betis không kịp trở tay. Mbappe hoàn tất cú đúp ở phút 75 bằng pha đá phạt đền thành công sau khi Vinicius bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Ancelotti đã đưa ra thứ tự của người sút phạt đền, Mbappe rồi mới đến Vinicius. Và vì thế, ngay cả khi đã mở tài khoản, Mbappe vẫn là người sút quả 11m. Bình tĩnh, bản lĩnh để đánh lừa thủ thành Rui Silva cho thấy khả năng tạo áp lực của ngôi sao người Pháp tuyệt vời đến mức nào. Anh được huấn luyện viên Ancelotti rút ra nghỉ ở phút thứ 84 để nhường chỗ cho lão tướng Luka Modric, rời sân trong tiếng reo hò, cổ vũ và hoan nghênh của hơn 70.000 khán giả trên sân Bernabeu. Kết thúc trận đấu, Mbappe được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Một ngày thi đấu hoàn hảo. Hy vọng với cú đúp thông nồng này, Mbappe phiên bản tốt nhất sẽ trở lại. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi muốn ghi bàn tại sân bóng huyền thoại này. Sân bóng đẹp nhất hành tinh. Nhưng điều quan trọng nhất, đó vẫn là chiến thắng. Sau trận hòa Las Palmas, thì trận đấu với Betis càng phức tạp hơn. Bàn thắng đầu tiên của tôi bắt nguồn từ Brahim Diaz, rồi tới Rodrigo và cú đánh gót điệu nghệ của Valverde. Tôi thậm chí bỗng dưng quên mất gót chân tiếng Tây Ban Nha là gì. Tôi đã chủ động quan sát và di chuyển kịp thời. Thật tốt khi giành chiến thắng trước một đối thủ khó chơi như Betis. Cá nhân tôi cảm thấy rất ổn. Tôi hạnh phúc từ khi đến đây. Mọi người luôn dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến. Ba trận tịt ngòi không phải là cái gì lớn lao, nhưng đối với tôi thì quá nhiều. Nhưng tôi thực sự được các quý nhân ủng hộ hết mình, lãnh đạo Real, huấn luyện viên trưởng, ban huấn luyện, các đồng đội, cổ động viên. Xin cảm ơn tất cả.
Mbappe xúc động cho biết sau trận đấu.